Rồi giờ là sở thích của chị là muốn tìm một người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu, chiều cao hay cân nặng của người đó? Tuổi thì hơn em 1 2 chục tuổi nhỉ anh ạ. Em lấy người lớn tuổi là đứng đắn anh ạ, và nó biết yêu thương quan tâm đến mình là được. Còn chiều cao cân nặng thì em không quan trọng đâu anh ạ, cứ 1m6 trở lên là được. Và Lời nói đầu tiên, Cảnh mến chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay mình có nhận số điện thoại của một chị có nhờ Cảnh tìm cho chị một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì bây giờ đây mong quý vị khán giả cùng theo Cảnh để nghe chị tâm sự những gì ha. Dạ, em xin chào chị ha. vâng, chào anh ạ. Dạ. Em chúc anh và gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Kênh của em chúc anh, kênh của anh ngày càng phát triển rộng rãi khắp mọi miền tổ quốc. Em chúc anh chị em trong cộng đồng mạng trong nước ngoài nước ngày vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc ạ. Em chào anh ạ. Rồi, anh cảm ơn nhiều. Em cho anh Vâng. hỏi, hôm nay anh đến với chương trình của anh là nhờ anh tìm một nửa mảnh ghép yêu thương đúng không? Vâng ạ. Mà quên nãy giờ quên hỏi tuổi không á, tuổi tên đi, giới thiệu tuổi tên, không biết xưng hô không nè. Em tên là Nguyễn Thị Hương ạ. Em sinh ngày 30 tháng 8 năm 1981 ạ. Em quê ở Hưng Yên ạ. Wow, vậy là kêu bằng chị đúng rồi đó, 1981. Vâng ạ, thôi ạ. Chị để Anh, camera, em gọi anh và anh cũng được. Vâng ạ. chị để camera cho nó dễ thấy một chút, mà cho nó cao hơn Vâng. chị, nhiều khi nó bít cái mặt á. Rồi, ok. Vâng. À. Được chưa ạ? Rồi, ấy 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 Vâng. ấy. Rồi, chị sinh Vâng. sinh 1981. Rồi, em nhỏ Vâng. hơn chị 1 tuổi. Rồi chị, bây giờ chị có cho phép em đăng hình ảnh của chị lên mạng xã hội không? Dạ em có ạ. Vâng. Vâng, rồi sau này người nhà của chị bên gia đình chị không có quyền mà kêu em phải gỡ cái video này xuống. Có gì chị hoài Vâng chị vô chịu hoàn toàn trước pháp luật hả chị? ạ. Vâng ạ. Vâng, giờ chị cho em hỏi cái tình trạng hôn nhân của mình trước giờ sao chị? Em trước này em cũng bị lấy một lần thì em bị đổ vỡ anh ạ. Vâng. Rồi đổ vỡ cách đây Vâng. được mấy năm mà chị? Em hơn chục năm rồi anh ạ. Hơn 10 năm nay. Vâng. Hồi đó mình chung sống làm sao mà để mà cái câu chuyện nó phải đổ vỡ chị? Dạ em đấy này em không tìm hiểu kỹ anh ạ. Vâng. Trong quá trình mình chung sống cũng như là không có được tiếng nói chung hay sao? Vâng, đúng rồi ạ, không có tiếng nói chung anh ạ. Vâng. Chị có con không? Em không ạ, em độc thân ạ. Dạ thôi anh đó rằng không có con luôn ha. Dạ vâng ạ. Hồi đó chị có làm đám cưới gì không? Em có, em đám cưới đàng hoàng mà. Rồi mình ra tòa ly dị là có giấy ly dị của tòa án hết hả chị? Vâng, em có hết ạ, vâng, đầy đủ hết ạ. Rồi xong cái cuộc gọi này chị gỡ qua cho em, gỡ giấy đó cho em ha. Vâng. Rồi giờ là sở thích của chị là muốn tìm một người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu, chiều cao hay cân nặng của người đó? Tuổi thì hơn em 1 2 chục tuổi nữa anh ạ. Em lấy người lớn tuổi là đứng đắn anh ạ, và nó biết yêu thương quan tâm đến mình là được. Còn chiều cao cân nặng thì em không quan trọng đâu anh ạ, cứ 1m6 trở lên là được. Và Bây giờ hiện tại chị được 1 mét mấy với cân nặng bao nhiêu? em 1m50 ạ, cân nặng 48 cân ạ. 50, cân nặng Và 48. Đồng thanh đồng thủ. vâng. Chị nói là bữa nãy chị quê ở đâu chứ? Em quê ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên à? Ủa Hưng Yên ở đó người ta gọi là miền gì chị? Miền Bắc ạ. Miền Bắc. Miền Vâng. Bắc. Tại vì hồi đó giờ nói Vâng. chung em cũng nghe nói thôi chứ em chưa có từng đi ra ngoài đó. Vâng, xa lắm anh ạ. Vâng. Thì hồi mà Vâng. chị với anh mà thôi nhau tới giờ á, hơn chục năm nay chị không có tìm được cho mình một người nào để thích hợp với đến nhau hả chị? Em không, em chưa tìm được ai ạ. Vâng ạ. Vâng. Chị kén thôi hay là sao, hay là chưa muốn tìm? Em tìm nhưng mà em cũng chưa hợp với mình anh ạ, chứ không phải em kén thôi anh Chưa ạ. hợp ha, chưa đụng đối Vâng. tượng Chưa hả chị? hợp. Vâng. Vâng, chưa hợp đúng đối tượng. Vâng.
Cái công việc của chị hiện tại giờ chị đang làm công việc gì? Em cũng đi làm công ty thôi anh ạ, và hôm nay em được nghỉ. Và À, bằng công ty luôn thu nhập nó đỡ không à, chị? em cũng chỉ được 5-6 triệu thôi ạ, và cũng gọi là tạm được ổn nha nhỉ, và không được nhiều. Và Rồi hiện tại giờ chị chung sống với ai? em ở chung với bố mẹ em ạ. À, và Ở chung với bố mẹ. À, cái trong cái kênh em chị nói là chị thích anh nào là ở trên kênh của em? bây giờ em này bảo là cái anh mà anh Năng ấy, mà anh ấy có 2 người con mà anh ấy làm tài xế anh ấy ở Cà Mau ấy anh ạ. Và cái anh kia lại không được, tại vì anh bảo với anh là có 2 đứa con ở quận 9 không được anh ạ. Và thì em bảo thôi cái anh này mà anh sinh năm, anh năm 2 tuổi ạ, sinh năm 72 đấy. Và Anh Năng ha. anh ấy ở, vâng, anh ở Cà Mau ấy. Và anh ấy Rồi con cá lớn hết rồi, một chút và anh làm tài xế xíu đấy, và em sẽ liên có hệ được cho, không anh? đỡ 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 chút xíu em liên hệ cho anh Năng là cho hai người gặp Vâng, nhau ha. tí Rồi tí em anh tạo cho là người ta số điện thoại cho em vào. đầu tiên á, trước tiên là em sẽ tạo một cái nhóm mà cho hai người để gặp với nhau trao đổi, à cho Vâng, đúng coi rồi cảm anh. thấy là hai người Vâng, có cảm ơn thích hợp không. À, nếu mà có một bà. chút xíu gì đó cảm tình em sẽ cho số điện hai người tự tìm hiểu nhau, em sẽ không có nghe câu chuyện đó nữa. Rồi Và em cảm ơn anh. Và à, chị định nữa có chồng mà về trong có chồng về ở trong Nam này, chị về đây sống luôn hay sao? vâng, em vào đấy dư anh vào, tại vì ở đây nhà em không có đất mà chật lắm anh ạ. Và em lấy chồng em phải theo chồng anh ạ. À, đúng rồi. Rồi bây giờ là theo mà chị còn điều gì nói với khán giả không, như yêu cầu của chị ngồi một hồi á nó Vâng. sẽ mất cái hình ảnh của chị luôn á, chị ngồi hồi À em nha. hết thấy cặp mắt của chị Vâng. cũng như là chị ngã ra miếng xíu giờ thấy đó. Vâng. Cũng như Anh bây giờ ơi, em hỏi anh quê ở đâu đấy ạ? em ở gần thành phố Hồ Chí Minh đó. À thế à, gần thành phố Hồ Chí Minh nhà cũng xa nhỉ. Vâng. Thì nói chung là từ ở chị hồi đó giờ ở vô thành phố Hồ Chí Minh chưa? Em chưa có thời điều kiện đi vào đấy ạ, xa quá. À, thì Vâng. mình đi vô thì ở ngoài đó hình như cũng vô đây cũng nhiều. Vâng, ở đây vào đấy nó làm công ty rồi làm việc gì nhiều năm, và bán hàng bán họa. Vâng. Rồi mơ mốt kiếm được một anh nào ở trong Nam này rồi mỗi khi mà về quê xa xôi dữ rồi sao? Vâng, lúc đấy phải có tiền nếu về quê được À, anh từ ở chỗ ạ. em á đi ra thành phố Hồ Chí Minh khoảng bao xa, bao nhiêu cây số? Ui, nó phải chơi vào tầm 2.000 cây anh ạ. Wow. Vâng, anh cứ xem ở trên Google thôi là nó ra đấy ạ. Hưng Đấy. Hưng Yên hả? Vâng, Hưng Yên, từ Hà Nội đến nhà em còn mấy chục cây đấy, cơ 100 cây Wow. nữa mà. Vâng. Như vậy là phải Vâng. đi qua khỏi Hà Nội nữa. Vâng, đi qua Hà Nội nó mới về đến Hưng Yên nhà em. Vâng, Hưng Yên rồi mới tới Tuyên Quang hay sao? Hưng Yên đến Tuyên Quang còn phải hơn 200 cây nữa. Wow, Vâng, xa lắm. xa dữ ha. Vâng. Cái công việc của chị hồi đó giờ chỉ bằng công ty thôi ha. Vâng ạ. Chị có mần gãy ruộng có đất gì không? Ngày em không ạ. Ruộng thì bây giờ dồn đổi ruộng ra nhà, vào ngoài này nó dồn hết rồi, nó không cấy nữa rồi. Vào À, chị cho em hỏi là chị là người dân tộc gì? em dân tộc Kinh anh ạ. À, ở ngoài chị đó Vâng. là nhiều dân tộc cũng đúng không? Vâng, nhiều dân tộc lắm anh ạ. Dân tộc Dân tộc Dao, Thái thì dân đa tộc số là dân tộc Vàng Dao. Dao là Vâng. nhiều ha. Mà hình như là dân tộc Dao là nhiều 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 cái dân tộc Dao chứ không phải là một cái dân tộc Dao đúng không chị? Và người da đỏ, da trắng rồi À, đấy, nhiều đủ lắm thứ đủ thứ cả. Dao hết trơn á. Em cũng nói Vâng. chung em cũng có quen một người bạn ở ngoài Tuyên Quang người dân tộc À thế à, Dao, vâng. đúng rồi. Vâng. Người ta đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng. Vâng. Vâng. Bây giờ mong muốn của chị có được một người chồng mà có của gì không, hay là có nhà cửa, hay là công việc ổn định? Em thì cái đấy thì em cũng cần đấy, nhưng mà còn của thì em cũng không cần, giàu nghèo không cần đâu, em chỉ cần con người đạo đức mới là có nhà cửa ổn định được rồi anh ạ. Có công việc là được rồi, còn giàu nghèo thì em cũng không quan trọng lắm, và giàu nghèo do 2 bàn tay mình làm nên thôi anh ạ. Đúng rồi, bây giờ quan Vâng. trọng là chị tìm một người có đạo đức nè, Vâng. không người đó không cần phải giàu nghèo.
yêu cầu chỉ có cái Vâng, nhà, đúng rồi. có nhà để hai Vâng. chồng sinh hoạt sống hạnh phúc rồi ha. Chị ngã ở điện thoại Vâng. một chút xíu, hết thấy chị rồi chị, hết thấy chị, bây giờ mới thấy đó. Vâng. Em thấy chị dễ thương gì mà trong suốt mười mấy năm nay mà tìm không được người nào, em cũng thắc Vâng. mắc đó. Nó chưa phù hợp anh ạ, Dạ và em cũng muốn tìm nó nhưng nó chưa phù hợp. Và thì ở trong thời gian đó chắc cũng có một hai người, hay cũng có một số người đã từng ghẹo chị đúng không? và có ạ, và Sao không mà chị kén hay sao, hay sao không chịu vâng, ưng đãi một anh nào vậy đó? em cũng không kén đâu ạ. Vâng, Cũng em vậy không ha. kén đâu, mình lớn tuổi rồi và cũng chả kén đâu. Em mong cái video này sẽ ra tới nước ngoài, có một hai anh nước ngoài cảm thấy mến chị, rước chị ra nước ngoài, chị chịu Vâng. Vâng, không? Thôi em cảm ơn. bây giờ em xin tóm tắt câu chuyện tại đây ha. Vâng. Chị năm nay, chị tên gì em quên rồi, em hay quên tên Em quá. tên là Nguyễn Thị Hương ạ. Chị Hương, đúng rồi, chị Vâng. Hương sinh năm 1981 mà hiện tại giờ đang độc thân, không có con Vâng. ràng buộc đó. Nãy giờ Vâng. nếu mà anh nào mà nghe chị tâm sự mà cảm thấy mến anh á, hoặc cảm thấy mến chị, thì cứ gọi cho Cảnh, Cảnh sẽ kết nối cho hai người gặp với nhau ha. Rồi chị còn điều gì mà nói với khán giả nữa không chị? Em không hỏi, em cũng dừng tại đây thôi anh ạ. Vâng, em Rồi cũng đơn giản lắm. vậy Cảnh cũng xin chúc quý khán giả xem video gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảnh cũng xin chúc chị được mau gặp được người trong mộng của chị hả chị? Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng. Vậy thôi chị em mình Vâng. xin chào tạm biệt khán giả ha. Và em chào Rồi anh ạ. Và em cảm ơn anh nhiều ạ. Và em chào anh. chào chào chị. Và